Con làm cái năm trái gì đó nha. Làm năm trái gì á? Chưa sao, chưa sao. Quê quê sao một lượt đáo quê chứ. Ôi, thủ môn chết em. Dán lên đệ ơi. Tới Bạc Liêu, ai sẽ là người bước lên. Chia sẻ nào mọi người ơi. Rồi, cầu thủ số 9 Đông Hải cũng đang đá bên bên sang bên kia nha. Đông Hải và Hồng Vân đang đá bên bên sang thứ nhất. Trời ơi, đá ra ngoài luôn. Chết tôi luôn sao? Không sao, để tôi thủ môn cánh tay em. Thủ môn cánh tay em. Thấy chưa? Nói rồi, để cánh tay em. Đợi thủ môn mà. Gán lên đợi ơi. Hai lượt đá đều không đều nha. Mở bát con. Cánh tay em khen ơi. Trời ơi, chúng ta không sao, ba lượt đá một đều. Chúng ta mà không đẩy ra được. Đây phạt. Cố lên. Ai đó, đúng rồi. Đảo ra nè Khang ơi. Chia sẻ lên 150 người xem mọi người ơi, 4 lượt xem nữa. Rồi, tâm lý rồi. Bay lên trời, là bay lên trời. Đã vô ăn đó. Chốt Khang ơi. Đã vô làng, đã vô làng. Kéo lên. Đã vô ăn đó con. Phút giáp. Đóng. Phút giáp. Phút giáp.